Rồi em xin chào toàn thể quý anh em nha anh em. Giờ này 5 giờ mấy, gần 6 giờ chiều với em rồi. Trời nó cũng mạo mặt trời cũng chuẩn bị xuống rồi. Tranh thủ còn sáng rồi. Hôm nay vàng mới đồ 110. Nói chung là đồ đồ đẹp, đồ giữ có như bộ nồi nè. Bộ nồi 2000 này whip nè, cọp nè. Đó, có nè. Đó, bộ nồi quay thái 110 đời 2000 này dành cho anh em khó tính. Nói chung á, hổm rày anh em. Đồ máy của quay thái 110 nó thật sự là nó hút hàng. Để tối đi, tối em còn lên sóng cho anh em, em còn 3 bộ lửa nè, tối nay em lên cho anh em 3 bộ lửa, một cái hoa lăng lẻ nè, hai bộ dân lốc quay thái 110 hàng cọp nè. Đó. Mấy cái đầu nòng nữa, hai ba cái đầu nòng nữa. Đó. À, tại vì bây giờ trời cũng sập tối cho nên là em tranh thủ em quay hai bộ nồi cho anh em thôi. Đặng tí xíu nó vô nằm nghỉ gì đăng bài chơi anh em nào chốt thì chốt. Đó. Thì hai bộ nồi quay thái 110 này đều là đời 2000 hết. Cho có trong đó có bộ này là hàng giữ nè, để cho anh em vô xe căng nè. Đó, xe đẹp nè. Còn bộ này là nồi chạm, thì nồi bộ nồi này thì em báo anh em trước luôn. Bộ này em bán 1 triệu, bao anh em là không hú. Nói chung là nồi quay thái 110 bán 1 triệu bao không hú, bây giờ nó thẳng cho anh em luôn, giá rẻ chứ không, giá mềm thôi. Chứ không có mắc mỏ gì chân á. Đó, rồi ok lên nha. Bây giờ đầu tiên em xin đi quay vô bộ nồi mà bộ nồi chạm trước nha anh em nha. Đó, em gọi bộ nồi chạm. Đây. Đầu tiên bộ này là bộ nồi quay thái 110 đời 2000. Đó. Chuông zin chưa tán. Anh em thấy cái dấu này anh em biết cái gì không? Nó cọ vô cái cắt con nó bình thường, anh em không có gì hết trơn, cái trường hợp này là gặp thường xuyên. Đó, chuông zin chưa tán, đây là quay ban ngày nha, hình ảnh sắc nét chi tiết nha. Đó, chuông zin chưa tán nha anh em. Ok. Nồi này tình trạng là nhông hú khá. Đó. Bao anh em lên xe im phăng phắc không hú hí nha anh em. Nè, anh em thấy cái sớ mặt ngang ở trên đây không? Nó còn dậy sọc đó, thấy không? Ừ. Bao anh em lên xe không hú hí. Bộ nồi này chủ yếu em bán về để cho anh em, những anh em mà ít lúa nhưng mà anh em vẫn có một bộ nồi quay thái 110 để anh em đi. Nồi này tình trạng có vớt chuông dán bố nha anh em. Vớt chuông dán bố rồi, cái chuông này em cam đoan với anh em luôn, chạy không quá 2000. Cái chuông anh em mới vớt rồi tay vô nó có gợn nhưng mà nó gợn như tờ tiền, gợn nhẹ dữ lắm. Đó. Tả chuẩn cho anh em rồi đó. Nồi này 2000 anh em quay thái 110 nha. Tình trạng có vớt chuông dán bố nha anh em nha. Đó. Cái chuông này nói chung là nó gợn tay như một tờ tiền, nó gợn nhẹ lắm, mới vớt chạy chưa được 2000 đâu. Ok nha anh em. Rồi, tiếp theo là coi cái phần ba càng. Thì như là đầu tiên em, cái đát nó còn đây mà nó hơi mờ mờ, 2000 nè anh em thấy không? Thì đầu tiên như em đã nói với anh em, để gỡ cái khâu này ra, bỏ xuống đây để gắt nó mất nha anh em. Thì cái nồi này là nó đã chạm rồi nghe anh em, nó đã vớt chuông, nó dán bố rồi, nhưng mà cái đế thì nguyên zin. Đó, nồi này anh em về anh em chạy là bốc đó. Nồi này anh em mua về là anh em chạy liền luôn đó, là bốc đó. Bốc êm không giọng không hú nha. Đó, bộ nồi này giá 1 triệu đồng. Hoặc là bán về cho anh em vệ sinh sạch sẽ nọ, anh em vô ba càng xịn lại. Đó, anh em tán chuông xịn lại thì tùy ý anh em. Chủ yếu là em bán cho anh em là bao anh em không hú, bao bốc không giọng. Đó, thế thôi. Chứ nồi chạm mà không có thể nào bao quá nhiều cho anh em, là bao anh em xài vĩnh viễn không có nghe. Nói trước với anh em cho nó dễ nha anh em. Những bộ nồi rẻ tiền, tại vì đồ quay thái 110 ở thời điểm hiện tại nó quá cao. Đó. Bộ này về bao bao bốc, bao êm cho anh em, bao không hú hí. Rồi, chỉ bao được bao nhiêu đó thôi nha anh em, nói trước. Chứ bây giờ mà anh em kêu bảo hành 1-2 năm xin lỗi anh em bảo hành không được. Đó. Đây nồi sau đây anh em. Đó. Em đã kiểm tra rồi nha anh em. Cái nhông lớn với cái chuồng heo này nó khít kình kịch à, không có rơi nhiều đâu cho nên cái chuyện giọng là không có đâu. Bộ nồi này tình trạng thay lá bố nồi sau hết rồi nghe anh em, thay 4 lá bố nồi sau rồi. À xin lỗi anh em nha, bộ này không phải quay 110 thái nha anh em mà là full 1 nha. FCCV KFM nè, chứ không phải KFMA nha, full chờ 1 nha anh em nha. Đó, full chờ 1 đầy 2000, xài lông đền nồi. Khi anh em lên ga nhả ga có 2 tiếng cọc cọc là nó đó. Nồi tình trạng là mua sao bán vậy, không có rửa ráy gì hết trơn á. Ừ. Anh em nào mến thì alo, đã có từng thay lá bố nồi sao rồi. Anh em về vô bố zin, vô ba càng zin gì đó tùy ý anh em. Bao không hú hí. Đó, bộ nồi này em bán cho anh em giá 1 triệu nha. FCCV
KF-LF đó, chuẩn nồi 110 ha, full 110. FCCV KF-LF. Nồi này nồi chạm thôi nha anh em, chứ không phải nồi giữ nồi gì đâu. Đó. Đó. Bộ này em bán anh em giá 1 triệu nha, anh em nào mến thì alo em. Đó, bao bóc bao êm, không giọng không hú. Rồi. Nó không có cò muỗng nha anh em, nồi chạm là không có cò muỗng nha. Thôi bộ này em bán anh em 900 ngàn thôi, 900 ngàn thôi. Để về anh em còn nói chung anh em còn làm đủ thứ nữa, nói chung anh em về nào gắn chạy luôn vẫn được nha anh em. Gắn chạy luôn vẫn được nha, chứ không phải cần mà làm lại. Nhưng mà ở đây thí dụ như em bán cái giá đó là em bán anh em canh, bán anh em 900 ngàn. Phí ship về anh em nó tầm 950 ngàn, về anh em còn vệ sinh, anh em những anh em kỹ tính ta còn vô bố, ta làm bố lại các kiểu nữa. Chủ yếu tôi lấy cặp nhung hú mà. Đó, em bán anh em 900 thôi. Đó. Tiếp theo em xin lên một bộ nồi quay thái 110 đời 2000, nồi này nồi dữ nha anh em. Đó. Bộ nồi này mắc tiền. Bộ nồi này em báo với anh em trước luôn, bộ nồi quay thái 110 này nè. Đó, nồi này nè, 2000 này nè. Bộ này em bán giá 4 triệu. Anh em mến thì alo. Đó. Ví dụ như đồ em mua mắc, em bán mắc, mua rẻ, em bán rẻ, nhiều khi anh em không hài lòng thì mong anh em bỏ qua, anh em xem chơi cho vui cũng được. Đó. Thì bộ này á, là nó sẽ đầy đủ cò muỗng ốc chỉnh nồi nha anh em. Nó sẽ đầy đủ cò muỗng ốc chỉnh nồi cho anh em hết. Mới rớt ra chưa có vệ sinh gì hết trơn á. Các con còn ok lắm. Đặc biệt cái bộ nồi này là cái chuông gợn cực kỳ ít nha anh em nha. Nói chung là đầy đủ cò muỗng ốc chỉnh nồi máng nhớt các kiểu cho anh em. Nói chung anh em về anh em chỉ việc lắp lên mà xài thôi, không có thiếu cái chi tiết nào hết trơn á. Đó. Giờ em xin lên bộ nồi cho anh em coi. Đây. Nồi là màu bao đẹp. Đây. KFMA mực còn luôn ha, nồi 2000 nha. Chuông zin. Chuông zin chưa tán chưa tiết gì hết á. Đó. Nồi này là nhà sản xuất rồi đó, còn cái dấu mực đánh dấu luôn nè. Đây nè. Còn cái dấu mực đánh dấu luôn. Nói chung bộ nồi này nhông hú còn quýp lắm nha anh em. Nè, dấu cái răng chở vẫn còn, anh em chở ngay bóc lụm ha. Đó. Nhông hú còn quýp dữ lắm, quýp nha anh em. Đó, nói chung là bao anh tắt cho anh em lên xe không hú hí nha. Đó. Còn đẹp lắm. Màu nhớt thì thôi khỏi chơi. Màu này là đỉnh ha. Đây chuông nè anh em. Zin nguyên bản nha, chưa tán chưa chạm gì hết nha anh em. Đó, mực đây còn luôn nè. Chuông zin chưa vớt chưa gì luôn, còn vậy cui nè, thấy không? Đây. Bộ nồi này em báo cho anh em luôn, nó gợn như là bộ nồi cỡ bộ nồi quay A đời 215 ha, cỡ như mấy bộ nồi quay A đời 214 á. Nó gợn là khoảng một tờ tiền thôi, gợn rất là nhẹ nha anh em. Nói chung cái bộ nồi này nó gợn cỡ bộ nồi chạy 51.000 bữa hổm đó. Bộ nồi này nói chung là nó gợn nhẹ như cỡ bộ nồi mà em bán trong gã trong cái cục máy quay 110 thái chạy 51.000 bữa hổm đó. Gợn là bao nhẹ luôn. Đó. Cực đẹp nha anh em. Ok. Rồi về phần ba càng, cái khâu này em sẽ bỏ xuống đây ha. Em quay nhiều em bỏ xuống đây để hơi nó lạc mất tiêu. Đây. Ba càng là cực kỳ đẹp. Bộ nồi này là siêu bốc, đã có test rồi, anh em yên tâm. Siêu bốc. Bố ba càng là mãn LK nha anh em. Đó, mực niêm phong ở đây vẫn còn nè, cho nên anh em an tâm không có qua bùa phép gì đâu. Mãn LK nha, anh em đừng có thấy bộ nồi 2000 mà ba càng nó cao tầm này là whip dữ lắm rồi nha anh em, chứ không phải nó không có giống như cái đời quay thái 110 đời 99 mà cao ngút ngàn đâu nha. Mỗi bộ nồi nó có cái đặc tính khác nhau hết trơn. Đó. Đây là bộ nồi quay thái 110 đời 2000. Đó. Đây nè, anh em coi ba càng nè. Anh em thấy nồi quay 110 mà nó bị gỗ gỗ mụn mụn gì là bình thường anh em. Đó, nó bị mụn mụn gì là bình thường, nhưng mà quan trọng là cái bố của nó còn dày, anh em coi rảnh sâu hút nè, thấy không? Bộ nồi này đã test rồi, có test trên xe rồi, siêu bốc. Cực kỳ êm. Anh em khỏi suy nghĩ. Đó. Bao tất cho anh em lên xe đó, bộ này giá căng à, 4 triệu. Anh em mến thì alo em.
Đó. Nồi quay 110 thái ở thời điểm hiện tại ở những cái bộ nồi như thế này nó đâu có rẻ đâu. Em mua cũng không rẻ nữa chứ đừng có nói chi. Đó. Chuẩn zin, zin toàn tập. Đây anh em nồi sau đây. Vẫn còn đóng ha, KF. KFLK đó. Đúng nồi quay 110 thái nè. FCC KFMA ở trong đế trong vẫn vậy ha anh em, FCC KFMA ha. Nồi tình trạng là nguyên zin, bao anh em luôn, cái nhông lớn với cái chuồng heo là cứng ngắc luôn. Đây anh em, chưa có tán tiết gì hết trơn nha, nguyên zin nha anh em. Đó. Để em coi cái khâu nồi còn đẹp dữ không. Khâu nồi cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Nồi 110 mà khâu cỡ này thôi là đẹp lắm rồi. Đó. Anh em mến thì alo nha. Chút xíu nó quay cái kia sau để giật này lên trước mực còn luôn nè anh em. Thấy không? FCC KFLF. Đó. Bộ nồi này mà nói về chuồng heo thì thôi khỏi phải bàn. Nói chung là thẳng băng. Bao tất cho anh em lên xe luôn. Thẳng băng luôn nha anh em. Đó, anh em nào mến thì alo. Bộ nồi này giá căng đó, 4 triệu đó. Bao bóc, bao êm, không giọng, không hú. Nồi zin chạy rất là tê nha anh em. Nồi 2000. Bố còn rất là dày luôn nha anh em. Chung nồi 110 mà nồi zin đẹp bây giờ hiếm lắm rồi. Thiệt chứ anh em luôn, nồi đúng, nồi 110 mà zin đẹp là hiếm lắm rồi. Mà không hú là hiếm lắm rồi nha anh em. Đó. Anh em nào mến thì hú em. Bộ nồi này giá 4 triệu. Rồi chào anh em nha. Đó, video em tới đây xin kết thúc.